thời gian cách ly 1 tháng 30 ngày thì mình sẽ quyết định đi du lịch để cho thoải mái. Su ơi, mình đi đâu? Mình đi Vũng Tàu. Ồ, vậy hả? Ý kiến hay. Thì mình sẽ đi từ thành phố xuống Vũng Tàu 100 cây số nha. Ồ, thì khi mình vừa tới Vũng Tàu thì có cái biển này. Rồi, bị cấm không cho xuống tâm biển. À, chết rồi. Thì bây giờ mình sẽ có kế hoạch 2. Su, bây giờ kế hoạch 2 là gì? Tắm bơi. Tắm gì? Tắm bơi. Hên quá, rất là hên là mình có đặt khách sạn có hồ bơi. Thì về mình tắm hồ bơi nha, ok không? Yeah. Đa số người ta ở trên bờ hết là không ai xuống hồ bơi, xuống biển tắm đó các bạn. Thì đợt này là 30 tháng 4 nè, tất cả mọi người xe quá trời xe luôn, đều ở trên đất liền hết. Không có ai một xuống đây tắm luôn á. Đó, có biển nè, có công an đứng không có cho xuống tắm biển. Xe quá trời xe luôn á. Rồi thôi, mình về mình sẽ đi tắm hồ bơi thôi. Let's go, đi xuống. Đó, sau khi xuống biển thì biển ngày 30 tháng 4 thì là cấm không cho người xuống tắm nha. Đó, về đây thì có cái khách sạn này, có cái hồ bơi này. Đó. Ở đây khách sạn mình ở đây. Thì khách sạn đây là một đêm là 900.000. Nó giống như cái căn hộ vậy, nó có bếp luôn. Có bếp, có giường, có tivi. Đó, đây có cái hồ bơi. Cũng may mắn là có hồ bơi cho nhóc này tắm thôi. Trời ơi, nó nhằn từ sáng tới giờ luôn. Đó, đang bơi đó. Ra ngoài bãi biển thấy người ta ngồi ở trên cái lan can á, đâu ai xuống tắm biển đâu. Nhìn cái mặt xuống ai cũng thèm thuồng hết á. Mà cảm thấy tức nữa. Tức vì ra mục đích là tắm biển mà không ai được tắm biển hết. Xô nhìn bà xô. Ok, đây là cái quán ốc thiên nhiên nè, giá rất là bình dân, giá rẻ lắm. À, giá khoảng 10 mấy ngàn tiền nước à. Ốc khoảng 40 ngàn dễ. À, món nào cũng 45, nói chung là đầy đủ hết, khá rẻ. À, quá trời, nói chung là đầy đủ món hết, món nào cũng có. Mà cách chế biến thì thức ăn nè. À, rất là dễ ăn nha. Chế biến hợp với hương vị. Quá trời món luôn. Đặc biệt ở ra món nhanh kìa. Đây là tôm tích sốt chín muối nè. À, cái dĩa này khoảng 6 bê con á. Thì dĩa này khoảng 85 ngàn, khá rẻ. Đây là su beo đang ăn, cay quá. Cái gỏi thì là hơi cay, có ớt. À, đặc biệt ở đây là cái đặc sản của cái quán này là chả ghẹ, chả giò bằng ghẹ nha. Nè đây đó, dĩa này khoảng 80 ngàn nha. Đó, ghẹ trong đây để cắn thử coi có ghẹ nhiều không nha. Đây là chả giò ghẹ nè. Đó, nóng không? Nóng khủng mẹ luôn á. Đó, ghẹ trong đây nó có cải, nói chung cái này là nó mới chiên rất là giòn đó. Ghẹ nè, nói chung ăn thì hơi lạ miệng tí xíu, nên thử nha. Ra quán ốc thiên nhiên thì nên thử cái món này. Đây, sau khi gọi khoảng chừng 10 phút là các món nó ra. Nói chung cái đây lên món như lên món tốc độ tên lửa nha, rất là nhanh. Đó, ở đây là bạch tuộc nè.
Đó, đây là ốc hương. Cơ bản 10 chỉ cần 10 phút thôi là món ra đầy hết. Có nghĩa là ở đây người ta chế biến sẵn những cái món nào cần không cần thiết người ta chế biến sẵn, còn những món chả giò chiên thì người ta chiên lại nóng. Còn cái này như là người ta cũng đang nướng sẵn ra rất là nhanh nha. Đó, ăn không phải đợi, khách ở đây đông lắm. Khách khá đông mà ra món rất là nhanh. Đó. Ăn nói chung thức ăn ở đây thì rất là ngon nha. Đó. Cô. Đây là bữa tối 30 tháng 4 rồi đó. Lượng người đông kinh khủng luôn á. Không có cho tắm biển nhưng mà người ta tập trung ở trên quá trời đông. Rồi hôm nay là ngày 30/4, khoảng 10 giờ bây giờ thì kết thúc buổi ngày 30/4 là một chén đậu hũ. Ăn xong rồi về ngủ luôn. Sao hôm nay được tắm biển không con? Không, không được tắm biển sáng. Vậy hả? Ngày 30/4 thì ở Vũng Tàu thì người ta không có cho xuống biển tắm. Chắc sợ dịch Covid hay gì đó. Nó không cho xuống biển nhưng mà người ta tập trung ở trên mấy cái hành lang của biển đông lắm này. Đây là chén đậu hũ đây. Ồ. Ngon không? Ngon hả? Ăn xong về ngủ nha. Ok rồi thôi kết thúc luôn nha. Yeah. Hy vọng là ngày mai ngày 1/5 cho xuống tắm biển nha. Thôi thì thôi tao nhìn biển nữa sao đúng không? Chán ra Vũng Tàu không được tắm biển là đúng chán luôn. Có khi nào tối về ngủ nằm mơ thấy tắm biển không sao? Có luôn hả? Rồi thôi so good night đi. So good night các bạn nha. Bye bye. Đây nhìn đây.